Ô, bác ạ. Vâng ạ. Vào đây, vào đây. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Ngồi xuống đây. Dù là chưa phải là một gia đình, nhưng mà rõ ràng chúng ta đang sống chung một mái nhà, cho nên cần có sự chân thành. Có đúng thế không nhỉ? Vâng ạ. Nhà nào cũng phải có một chuyện. Bát đũa còn có lúc xô nhau, huống chi là người sống cùng chung một mái nhà. Cho nên trong nhà mà có nhiều bí mật quá cũng là một bất ổn. Là sao ạ? Là nghĩa, có nghĩa là nhà cháu có bao nhiêu cái bí mật thì cháu cứ nói hết một lẻo bác nghe, bác biết. Dạ. Ví dụ như là chuyện là mẹ đơn thân của chị Mai nhà cháu ấy, hoặc là chuyện trong nhà không có gì ăn cả. Rồi chuyện... Dạ, ngoài cái chuyện đấy ra thì... thật ra... Thì cháu cứ nói thoải mái, cháu cứ thoải mái chia sẻ. Ê, bác có khó khăn gì đâu. Nhà. Thật ra thì... bố mẹ con... chuyện của bố mẹ con cũng... có đôi chút bất ổn ạ. Sao? Không nhường nhịn nhau à? Hay là vì sao? Con cũng không biết giải thích thế nào để cho bác hiểu nữa. Chuyện này về phía bà con... À đấy, đấy, đấy. Lại nói đến bà cháu. Bà nội cháu là con người cực kỳ... như thế nào nhỉ? Rất là lập dị. Nhà sạch bách đồ ăn, mới lại không cho ai nói. Cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu bác ạ. Con cũng nghe qua cái chuyện tủ cấp đông đang bị hỏng. Mà dù có thế nào thì chăng nữa, sẽ có cách khắc phục thôi bác ạ. Ừ, cháu cứ bình tĩnh mà khắc phục nhé. Vì là bác cũng không muốn là vì bác mà trong nhà lại xảy ra chuyện. Nhưng mà tính bác là thế. Mọi chuyện nó phải rõ ràng. Dạ vâng. Nhé. Con cũng rất là đồng ý với cả quan điểm của bác. Về cá nhân con thì con cũng rất muốn là mọi chuyện nó phải rõ ràng. Đúng rồi. Rành mạch với nhau. Chính xác. Như thế này con cũng không thể chấp nhận được. Đúng rồi. Thôi, hôm nay bác cháu mình thì tâm sự với nhau chút chút thôi. Để hẹn dịp khác có thời gian ngồi nói chuyện với nhau dài hơn. Dạ vâng. Bác đi chút nhé.